Con cùng với đại thí liễu kính chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú anh chị. Ngày mới con cùng thí liễu kính chúc ông bà cô chú sức khỏe và bình an. À, ông bà cô chú ơi, hôm nay là hai anh em con có mấy con cá lóc nè. Mấy cá lóc này hôm qua con cùng với lại anh Long với lại chị Hương đi kéo cá, hôm qua kéo nhiều rất là nhiều luôn. Hôm qua cũng có nướng ăn rồi. Đấy, giờ còn mấy con này gọng lại rồi cái sáng ngày hai anh em con nấu cháo. Đó, hôm nay là có nấu cháo hai anh em ăn cùng với này là rau đắng đắt nè. Với miếng giá với rau đắng biển. Phải rau đắng biển không? Rau đắng của mình á. Nấm gơm. Nấm gơm. Hành. Mấy cá lóc thịt ngon rồi nè ông bà cô chú. Hồi nãy con đi chợ thì anh Khánh ở nhà có ra gạo rồi nè ông bà cô chú anh chị. Nhiều nó hổ hoài. Rồi giờ em nhúng nước ở nhà nhúng lửa nước đi. Thì tông ha, nãy cái nắp này không đúng nha, nắp này không đúng bà cô chú ơi. Lấy gì chồng bà này gắn vô bà kia. Anh thích để nguyên núm hay là nguyên nấm hay là cắt ra đi? Cắt ra. Qua mấy anh em con qua đi kéo ốp lục bình đó bà cô chú. Quái trời cá gì thấy ham luôn. Cá hay nói chung là sách muốn không nổi luôn bà cô chú. Chị Hương quái có bị mà đi không nổi luôn. Gặp nhiệt quy nữa lúc đầu chú nó bắt ốc á. Trời ơi. Chính bằng ốc nó nặng nữa. À, hôm qua mấy anh em con quay trên Hương Liễu miền Tây. Hôm qua trúng quá trời trúng cá luôn. Thấy mê luôn bà cô chú ạ. Con cùng với lại Thí Liễu với lại anh Long, chị Hương là quay kênh Hương Liễu miền Tây là săn bắt rất là nhiều, đi chài rồi đi kéo lưới, có đi cắm ếch nữa bà cô chú. Con rất mong bà cô chú ghé qua kênh Hương Liễu miền Tây ủng hộ cho bốn anh em con. Còn cái kênh Trương Nhân Khánh bây giờ là chỉ có hai anh em con nha, bà cô chú anh chị. Có ngày qua có ông bà cô chú anh chị là hỏi giới thiệu mà không có thôi, chỉ Hương này nọ. Tại vì giờ cái kênh bên đây là chỉ có hai anh em mà, hai anh em làm cái kênh này à. Còn Hương Liễu miền Tây là có chị Hương, là có bốn anh em luôn mà cô chú anh chị. Bữa này đang nó nắng mà mát chứ lắm luôn. Mát không? À. Anh ăn cháo này anh thích ăn để bếp ga hay là anh thích để vô tô rồi ăn luôn? Để vô tô với ăn nóng dở quá. Không mà nhúng này chắc phải để vô bếp ga. Anh làm cho nó vừa vừa tại hơn ngày để già quá nha nghe nha. Như châu gặp cỏ vậy. Chẳng hạn nó lặt ít chút, ăn ít chút mà nó ngon, nên lặt gì mà hà tiện quá ngồi nhả xác á. Đúng thì cắt ra mới ngon. Cắt ra nó mới thấm phải không? Ừ. Còn ai mà thích bụp 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 là để nguyên. Ừ. Vậy là ăn tô phải không? Ăn tô. Cái cá cho nó thơm. Mấy gắp rồi ghế này không bỏ được. Cái súp nó cháo rồi có ngồi giống rồi ghế thơm ha. Đây, cái gì dữ quá ta ơi. Rồi, bỏ tỏi vô. Bữa nay vàng quá chứ vàng luôn thiếu điều.
muối với đường, bột ngọt với bột niêm, bà cô chú anh chị. Con niêm trước cho nó thấm cháo hồi vết ra. Được. Rồi bây giờ bắt đầu thí điểm thử nấm gươm. Nấm nấm gươm hả? Xương xương thôi. Xương xương. Cái nấu cái món gì đó canh chua hay gì ấy, chứ giờ đậu bắp nó trái nó bự bự hết không ăn nó già. Nhiều không? Nhiều. Có 20 trái rồi. Nhiều mà đếm được số lượng không hả? Mới ra đếm rồi. Giờ thì để cho củ cải đỏ vô nữa, cái bây giờ ăn ra chọc bàn nha. Bàn đây bỏ củ cải đỏ vô rồi bỏ nước gươm vô nha. Một sắc sắc sở rồi đó. Gao nhìn thiệt ngon luôn bà cô chú. Không mà nhìn gì cá đẹp hết sức đẹp luôn. Không nhận cái điều trang trí đầy co đẹp quá. Quá trời hấp dẫn luôn. Bà cô chú ơi, món cháo thí điểm đã nấu chín rồi. Con cùng với lại thí điểm mà bà cô chú ăn cháo cùng với lại hai anh em con nha. Mời ông bà cô chú chị ăn cháo với anh em con. Rồi, mình ăn thôi. Mình cho gao vô trước. Cháo đang nóng là mình cho gao vô là nó chín luôn à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa. Thơm ngon thiệt mà. Mười điểm nhiều, chỗ bị gói. Đây nè, đá nè, coi. Cái này là công cực khổ của mấy anh em con ngày hôm qua nè. Hôm qua dính thấy mê lắm bạn chút. Có rất nhiều clip săn bắt đi kéo ốp lục bình trên kênh Hương Liễu Miền Tây. Con rất mong bà cô chú yêu thương ủng hộ giúp bố anh em con. Bố anh em không gài là đi kéo cá mê quá, kéo mỗi ngày luôn bà cô chú. Quá trời mê luôn. Biết sao anh nó chốt có lóc không? Sao? Nghi bị bệnh. Hôm qua khám. Em đó, người bệnh đó. Hôm qua khám sao? Bị viêm phế quản, rồi viêm son, rồi chụp hình thì nó nói cái bả vai nó bị xốp xộp là sao ta, không hiểu luôn. Chắc ít bữa nữa đi gọi vụ chắc đi Cần Thơ không chứ. Với mình nấu cháo cũng ngon lắm chứ được. Ngay luôn á. Hôm qua mấy anh em còn dính ba con cá phi mà như tưởng tượng như cá tê tự. Trời ơi, tự. Cá phi còn cần phí luôn ha. Quá trời con cá phi. Qua nướng sợ. Nướng bên tên Hương Liễu Miền Tây á. Tới con chuyện luôn. Thank you.
ra hôm qua mình dính tầm mười mấy con cá lóc quá trời luôn. Qua nó nướng không là hết năm sáu con rồi. Sức khỏe và bình an, và con cũng đại diện Thí Điểu hẹn lại ông bà cô chú vào ngày